Quý vị và các bạn thân mến, sau hai video, video đầu tiên là chia sẻ với quý anh chị em và các bạn là trong những cái buổi cà phê định kỳ hàng ngày thì chúng ta nên suy nghĩ là cân nhắc xem là cái việc mà khi chúng ta tham gia thị trường trong thời gian sắp tới, khi kinh tế hồi phục thì ngành nào sẽ là cái ngành trọng điểm và sẽ hồi phục mạnh nhất, thậm chí là có cái kết quả kinh doanh tốt nhất trong thời gian sắp tới. Sau khi chúng ta đã cùng nhau trao đổi và chia sẻ và định hướng được cái ngành nào quan trọng và chúng ta cần phải phân tích, thì bắt đầu khi chúng ta chọn ra một cái ngành đại diện đặc trưng thì bắt đầu chúng ta sẽ dành thời gian phân tích. Và buổi chia sẻ video hôm nay thì chúng tôi sẽ dành ra ít phút để trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn cái cách phân tích gọi là tổng quan để biết được đâu là cái doanh nghiệp tốt nhất cho một cái ngành mà chúng ta đã chọn. Thì thưa với anh chị em và các bạn, là tôi lấy giả định là anh chị em và các bạn là chọn một cái ngành rất là tiêu biểu và phổ biến trong nền kinh tế, đó là anh chị cho rằng là chúng ta sẽ đầu tư vào ngành, đó là ngành ngân hàng. Thì vậy khi đầu tư vào ngành ngân hàng thì chúng ta phải chọn được là đâu là cổ phiếu mạnh nhất ngành, đầu ngành. Điều đầu tiên chúng ta phải chọn và phải hiểu được đâu là cổ phiếu đứng đầu ngành, gọi là top đầu trong ngành. Và khi chúng ta được biết được đâu là cái top đầu trong ngành rồi, thì từ cái nền tảng cơ bản của cái việc mà cái doanh nghiệp đứng đầu thì nó đang hiển thị, đang gọi là thể hiện như thế nào, từ đó thì chúng ta sẽ gọi là phân tích thêm và sẽ chọn lọc ra trong ngành một cái doanh nghiệp tốt nhất. Thông thường thì với nền kinh tế Việt Nam thì có thể được coi là cũng là mới phát triển, thì chúng ta chỉ nên chọn 1 đến 2 cổ phiếu đầu ngành. Và như vậy thì chúng ta sẽ đi đến cái vấn đề là vậy thì cách nào để chọn là ra là đâu là ngân hàng tốt nhất hiện nay. Thì đây cũng là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều anh chị em và các bạn hỏi, là chọn cái ngân hàng tốt nhất, đảm bảo an toàn nhất để chúng ta đầu tư, hoặc là để chúng ta gửi tiền. Thì đó là cái cách mà sơ đẳng nhất mà anh chị em và các bạn cần phải biết. Đó là đầu tiên thì nếu thực sự mà anh chị em và các bạn chưa dành lắm về tài chính để có thể đi đọc báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp một, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái số cái trang web về tài chính miễn phí và cập nhật dữ liệu tương đối đầy đủ, đó là Vietstock Finance, đó là bên Vietstock là một, vietstock.vn. Hai nữa là trang cafef.vn. Đây là hai trang. Ôi, con gà này nó phải đuổi đi, nó kêu quá. Đây là hai trang miễn phí mà nó cập nhật dữ liệu rất là tốt. Thì khi mà chúng ta vào hai trang này thì chúng ta sẽ gõ cái tên cái ngân hàng mà chúng ta biết. Đầu tiên là chúng ta biết. Thì khi mà chúng ta biết là ví dụ như ở ngoài đời chúng ta có mấy ngân hàng, chúng ta hay biết là ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn này, ngân hàng Vietcombank là ngân hàng ngoại thương này, ngân hàng công thương này, CTG này, và những cái ngân hàng mà chúng ta biết ở bên ngoài. Thì đương nhiên các cái trang này nó sẽ bên cạnh của cái việc khi chúng ta gõ cái tên vào cái phần tìm kiếm của cái trang này, thì nó sẽ hiển thị ra cho anh chị em và các bạn loạt những cái gọi là cổ phiếu cùng ngành, những cái doanh nghiệp cùng ngành. Thì chúng ta sẽ lấy giấy bút và ghi lại tất cả những cái doanh nghiệp cùng ngành. Thì thông thường thì cùng một cái ngành thì nó sẽ gợi ý cho anh chị em và các bạn ấy, cũng chỉ đâu đó trên dưới 10 cái doanh nghiệp thôi, mà với ngân hàng thì chắc là cũng từ 10 đến 12 ngân hàng thôi, không nhiều hơn đâu anh chị, bởi vì cái số lượng mà niêm yết mà giao dịch trên thị trường thì nó cũng chỉ tầm nằm ở trong cái khoảng đó thôi. Thì điểm đầu tiên chúng ta phải làm như vậy, bởi vì chúng ta chỉ mới biết được tên các ngân hàng. Đây là những cái hướng dẫn rất là đơn giản để anh chị em và các bạn đều có thể làm được. Thì sau khi chúng ta biết được là ở trong nền kinh tế Việt Nam có chừng đấy ngân hàng, những cái này nghe thì nó vẽ rất là đơn giản, nhưng mà có những người thì biết thừa, dân tài chính thì biết thừa, nhưng có phần lớn cộng đồng chung thì có thể là có rất nhiều anh chị và các bạn còn không biết. Nghe tới một số tên ngân hàng mà thực sự là rất lớn nhưng anh chị và các bạn chưa bao giờ biết tới. Anh chị cứ nghĩ rằng là những cái thứ mà gần mình to rồi trụ sở lớn nó là ngân hàng lớn nhất và là an toàn và đảm bảo an toàn nhất. Đó là cái góc nhìn, đó là góc nhìn của cái cảm quan mang tính chất vậy cá nhân, chứ nó không phải là cái thực tế đó là ngân hàng tốt nhất. Thì vậy thì cái tốt nhất hay là cái ngành tốt
trong cái một cái ngành, một cái doanh nghiệp tốt nhất ngành thì chúng ta phải đánh giá đầu tiên, cái điểm đầu tiên là chúng ta phải biết, như tôi vừa nói là phải biết là trong ngành có những cái doanh nghiệp nào, phải biết được trong ngành có những doanh nghiệp nào sau đó chúng ta mới bắt đầu tìm kiếm những cái vấn đề khác, thì chúng ta so sánh thì chúng ta mới tìm ra được đâu là đầu ngành, đâu là dẫn dắt ngành. Thì cái điểm thứ hai chúng ta phải tìm kiếm tiếp theo, sau khi chúng ta biết được các tên các ngân hàng rồi, thì tôi đang lấy ví dụ giả định trên ngành ngân hàng để anh chị em bạn thấy là cái ngành nó rất là thông dụng mà ai cũng biết, ai cũng nắm, chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ bắt đầu phân loại tiếp theo, đó là cái phần và doanh thu của mỗi cái doanh nghiệp này là bao nhiêu, thì chúng ta có thể ghi chép ra từng doanh thu của doanh nghiệp bao nhiêu. Rồi chúng ta có thể ghi thêm một cái điểm nữa, đó là chi phí của doanh nghiệp này là như thế nào, đó là doanh thu chi phí thì nó sẽ ra lợi nhuận. Chúng ta ghi lại những cái điểm mấu chốt, tức là cái thứ mà rất khó có thể là làm giả hoặc là khó thay đổi, mà trong nhiều năm, tốt nhất là được trong nhiều năm, thì một vài năm chúng ta so sánh trong 2016 với nhau, 2017 với nhau, 2018 với nhau thì tốt nhất. Còn đầu tiên thì chúng ta cứ so sánh tạm thời là năm 2017 với nhau, hoặc năm 2018 thì sắp tới có cái kết quả kinh doanh quý tư nữa, thì anh chị so sánh 2018 với nhau thì chúng ta thấy doanh thu của anh nào lớn nhất. Đấy, đầu tiên là chúng ta phải so sánh là doanh thu của anh nào lớn nhất, thì cái anh nào doanh thu lớn nhất chứng tỏ anh này là chiếm cái thị phần lớn nhất trong nền kinh tế. Thì đó là một trong những cái điểm đầu tiên chúng ta phải đánh giá, là đây là có thể sẽ là những cái ngân hàng hàng đầu, doanh thu nhiều nhất thì là có thể là sẽ hàng đầu, đó là mới là có thể thôi. Nhưng mà để xác định được là nó hàng đầu, nó là top đầu, nó là dẫn dắt, nó là an toàn, thì chúng ta lại cần phải xét thêm một vài cái tiêu chí khác liên quan đến việc ông doanh thu nhiều nhưng mà ông chi quá nhiều và ông làm ăn không hiệu quả, và ông chi phí quá lớn dẫn đến cái lợi nhuận của ông thì rất là thấp. Như chúng ta sẽ so sánh những chỉ tiêu thứ hai của các ngân hàng với nhau để chúng ta tìm ra anh nào là đầu ngành, là cái vấn đề lợi nhuận. Và nếu được thì anh chị em và các bạn có thể sử dụng cái phép tính như là giản đơn, là lấy lợi nhuận chia doanh thu, xem là cái suất lợi nhuận trên doanh thu là bao nhiêu, hoặc là chúng ta có thể là không cần làm cái bước này nữa, thì chúng ta trước mắt là để phải tìm ra đã, rồi chúng ta sau này chúng ta phân tích chi tiết hơn thì chúng ta sẽ tìm ra là bằng việc là so sánh lợi nhuận. Chúng ta thấy anh nào mà mặc dù nó nhỏ nhưng nó có vỏ, lợi nhuận nó cao, nó khủng khiếp, nó lớn mà nó doanh thu lớn mà nó lợi nhuận không cao, thì chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc xem là có nên xếp nó đầu ngành hay không. Và chúng ta phải thêm một chỉ tiêu thứ hai, đó là so sánh lợi nhuận với nhau. Thì tôi lấy ví dụ như có những anh doanh thu rất là lớn, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn doanh thu rất là lớn, nhưng không hẳn là ông này là ông là hiệu quả. Lợi nhuận của ông ấy thì so với những cái ngân hàng trong cái hệ thống, ví dụ ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam BIDV, ngân hàng công thương, ngân hàng Vietcombank, hay là ngân hàng ACB, Á Châu ACB, hay là ngân hàng quân đội MBB, thì chúng ta sẽ thấy được rằng nó sự khác nhau rất là rõ nét. Và từ đó thì ngoài cái việc chúng ta phân tích để chúng ta gọi là đầu tư cổ phiếu, thì chúng ta cũng hiểu được thêm về nền kinh tế, đâu là cái vị trí, đâu là cái ngân hàng, đâu là cái doanh nghiệp lớn, mà chúng ta hiểu về kinh tế hơn thì chúng ta cũng giúp ích cho chúng ta rất là nhiều thứ. Điểm thứ hai chúng ta cần phải so sánh là như vậy. Cái điểm thứ ba thì trong các cái trang này thì nó cũng nêu rất là rõ cái vấn đề, đó là vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu là gì? Vốn chủ sở hữu giống như kiểu anh chị và các bạn kinh doanh mà có vốn, gọi là vốn gốc ban đầu là bao nhiêu đấy. Thì ngân hàng thì anh chị nhìn thấy nó to, rất là lớn, khủng khiếp, ví dụ như là doanh thu rất nhiều, vốn huy động rất nhiều. Nhưng mà nó cũng chỉ là cái thằng gọi là nó chỉ là cái con nợ thôi. Bởi vì nó nợ ai? Nó nợ người đi gửi tiền. Nên là cái phần mà chúng ta mà nhìn thấy cái phần mà gọi là vốn huy động ấy, tức là tổng huy động ấy, thì nó rất lớn, nó có lên cái cả hàng triệu tỷ. Nhưng mà thực sự là vốn chủ của nó là bao nhiêu, thì là vốn pháp định, tức là vốn chủ sở hữu của nó là bao nhiêu. Nó tính trên, nếu một phép tính rất giản đơn, nó là nhìn vào cái chỗ mà tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành để nhân với cái giá phát hành lần đầu là 10.000, thì chúng ta sẽ ước chừng là nó khoảng vốn chủ sở hữu chừng đấy, cộng với phần cái phần mà lợi nhuận thặng dư mà hàng năm nó giữ lại, thì cũng có thể là nó sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn tùy thuộc vào từng cái ngân hàng, thì chúng ta sẽ biết được cái vốn chủ sở hữu. Người ta dùng cái vốn chủ sở hữu ta so sánh với nhau, thì ba cái tiêu chí như vậy thôi chúng ta cũng đã đều có thể tìm ra được, là có thể lọc ra được là ba ngân hàng đầu tiên. Đó là cảm nhận về mặt gọi là bằng cảm quan, là thông thường chúng ta là biết được rằng vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là thằng nào nó mạnh nhất là bởi vì hôm nay hơi gió, xin thông cảm anh chị là cái nó sẽ có hơi có một chút tiếng gió, một chút hơi gió hơi mát trong miền Nam, mặc dù là không lạnh nhưng mà cũng khá là mát, giống như là không khí khá như giống như mùa thu ở ngoài Hà Nội, khá là mát. Thì đây chúng ta làm đơn giản, những phép tính đơn giản như vậy chúng ta sẽ tìm ra được cổ phiếu đầu ngành. Vậy thì chúng ta có khoảng 20 ngành gì đây, chúng ta không khó để có thể tìm ra được cái đầu ngành là cái gì. Sau đó sau khi chúng ta so sánh và tìm ra được đầu ngành của mỗi thứ, mới lấy khoảng 2 cái đầu ngành
hai cái đầu ngành. Ví dụ như chúng ta, tôi lấy ví dụ như chọn là ngân hàng tốt nhất theo cái tiêu chí nào, ví dụ như chúng ta ước lượng được đẹp là những cái tiêu chí rất là quan trọng mà chúng ta tìm được là Vietcombank là tốt nhất, ACB là tốt nhất về mặt phòng ngừa rủi ro, ví dụ thế, thì chúng ta sẽ được hai cái là lợi, một cái là lợi nhuận, suất lợi nhuận rất là cao, như Vietcombank là tốt nhất về suất lợi nhuận, tức là cái lợi nhuận trên tổng doanh thu và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là rất là cao, thì đấy là thứ tốt nhất. Thì bên cạnh đó nữa thì nếu về đặc biệt đến ngành ngân hàng thì cái này là riêng ngành ngân hàng thôi, thì chúng ta lưu ý đến cái vấn đề nợ xấu, thì chúng ta để xem là cái tỷ lệ nợ xấu của nó cao thấp như thế nào thì chúng ta sẽ đảm bảo cái rủi ro về an toàn vốn hơn, thì đó cũng là một cái tiêu chí nữa. Thì riêng cái lĩnh vực ngân hàng là như vậy, nhưng chúng tôi không muốn nói về chi tiết ngân hàng vì chúng tôi lấy cái giả định. Vì vậy các ngành khác chúng ta cũng so sánh như vậy, tìm ra được một trong những cổ phiếu đứng đầu ngành của cái ngành đó, tức là có cái về cơ bản là nó chiếm một cái tỷ lệ thị phần lớn nhất trong nền kinh tế. Từ đó thì chúng ta bắt đầu đi đến cái bước thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thì chúng ta sẽ đi làm rõ những vấn đề liên quan đến suất lợi nhuận. Chúng ta sẽ làm từng bước một. Và điều đầu tiên là sau khi chúng ta làm được đó thì tôi dám chắc với anh chị và các bạn là chúng ta sẽ hiểu hơn được về nền kinh tế rất là nhiều. Chúng ta sẽ ngộ ra được rất là nhiều điều về việc là có thể chúng ta đã và đang hiểu lầm rằng là trong nền kinh tế chúng ta sẽ thấy mở mắt ra khỏi cửa nhà mình. Tôi lấy ví dụ một số anh chị ở trên một số cái vùng gọi là nông thôn chẳng hạn, nhìn thấy ngân hàng nông nghiệp, nhìn thấy bảo là nông nghiệp là ngân hàng to nhất Việt Nam. Không phải, không hẳn là như vậy. Nó có thể to về độ lớn, to về chi nhánh, nó có thể to về doanh thu, nhưng không hẳn nó là ngân hàng tốt nhất. Đúng không anh chị em bạn? Bởi vì anh chị và các bạn nhìn thấy nó nhiều, xuất hiện ở nhiều các cái tỉnh thành, các cái địa phương thì chúng ta tưởng như vậy, thực tế không phải vậy. Và đôi khi nghe thấy một số cái tên ngân hàng mà anh chị chưa bao giờ giao dịch, chưa bao giờ nhìn thấy cái biến hiệu của nó ở tại cái nơi anh chị sinh sống, thì anh chị và các bạn phát hiện ra điều rằng là vậy thì trong cái kiến thức về mặt kinh tế xã hội của mình nắm không hết, không biết. Đó là điều rất là tốt. Cái tốt đó là chúng ta không chỉ là biết để mà đầu tư, mà chúng ta còn biết để hiểu biết về kinh tế, biết về những cái thứ mà chúng ta không biết, và chúng ta có thể sử dụng nó trong một vài cái trường hợp sau này. Chúng ta có thể sử dụng nó để có thể là làm ăn, kinh doanh. Nó là điều rất là tốt. Đó là cái chia sẻ thứ hai. Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta phải làm rõ được cái câu chuyện đó để bởi vì làm gì? Bởi vì khi làm rõ được cái câu chuyện đó thì chúng ta mới hiểu hơn được một cái đặc điểm ngành, mà chúng ta mới có cái tư duy để có thể phân loại được là cái ngành nào sẽ là cái ngành trọng tâm chủ chốt. Lý do tại sao nó là trọng tâm chủ chốt? Tức là anh chị bảo là ngành ngân hàng là sẽ là sau khủng hoảng thì nó sẽ tốt. Nhưng mà anh chị và các bạn phải hiểu được cái đặc điểm cơ bản của ngành ngân hàng là gì, thì sau đó anh chị mới biết là vậy cái đặc điểm như thế thì nó sẽ không hội tụ đủ cái yếu tố để là gì, để là nó là đi đầu trong những cái đợt phục hồi của nền kinh tế, hoặc là nó sẽ đóng vai trò ở vị trí số mấy trong nền kinh tế thôi. Thì ví dụ như ngân hàng nó là xương sống của nền kinh tế, nhưng mà nó không có nghĩa là khi kinh tế mà ví dụ như phục hồi là nó sẽ đi đầu. Cũng có thể là nó sẽ đi đầu và cũng có thể là không. Trong một số trường hợp thì nó đi đầu, nhưng trong một số trường hợp thì không. Lấy ví dụ thế. Thì anh chị và các bạn là tôi không muốn áp đặt là nó là ngành gì cả, nhưng mà chẳng qua là tôi muốn anh chị và các bạn hiểu được bản chất ngành ngân hàng về bản chất. Nhìn thấy nó giàu như vậy nhưng bản chất nó là con nợ. Nó nợ nhân dân, nó nợ người dân đi gửi tiền. Bởi vì vốn chủ, anh chị sẽ phát hiện ra một điều là vốn chủ của ông này có một đồng, nhưng ông có thể huy động một đống. Thì nó rõ ràng là ông nợ nhiều hơn là cái vốn chủ thực có của ông ấy. Cũng giống như anh chị và các bạn là tài sản có 1 tỷ thôi, nhưng mà đi vay đến 10 đến 15 tỷ. Thì đương nhiên là không hẳn là anh chị giàu. Nhìn thì có vẻ là rất giàu, nhưng có lẽ là không giàu. Bởi vì là sao? Bởi vì thực tế anh chị có 1 tỷ đồng thôi, nhưng mà anh chị thấy nhà lầu xe hơi rất nhiều, nhưng mà vốn vay rất là nhiều. Anh ngân hàng bản chất của nó là như vậy. Vì vậy nên là cái bản chất tiếp theo chúng tôi muốn nói tới đó là vì cái tỷ lệ mà huy động, tức là cái vốn vay rất là lớn như vậy, nên là dẫn đến cái câu chuyện là các cái chuẩn, tại sao ngân hàng nhà nước lại phải đưa ra các cái chuẩn về huy động vốn, tỷ lệ huy động vốn, tỷ lệ dự trữ bắt buộc như thế nào, tại sao lại phải là không được sử dụng vốn vay ngắn hạn để cho vay dài hạn, tại sao chúng ta lại không được dùng cái này cho vay cái này, cần phải kiểm soát làm sao cái tỷ lệ vay cho bất động sản là như thế nào, tỷ lệ vay cho cái này kia. Thì anh chị bảo là sao vừa vô lý thế, họ là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh độc lập, đôi khi là có những ngân hàng gọi là tư nhân độc lập, tại sao vẫn phải chịu cái sự kiểm soát của nhà nước? Là bởi vì nó là tổ chức tín dụng, tức là lấy niềm tin để mà sử dụng. Thì ở đây cái vai trò niềm tin rất là cao, và chính vì khi sử dụng niềm tin thì cái mang tính chất định lượng nó rất là phức tạp, nó sẽ có rất nhiều điều mập mờ rõ ràng như vậy, nên là chúng ta cần phải có những quy định, những cái quy chuẩn về Basel 1, Basel 2, Basel 3. Cái này không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới họ đều ứng dụng các cái quy chuẩn cho các hệ thống ngân hàng, và nó đảm bảo cái an ninh về tiền tệ, đảm bảo về an ninh về kinh tế cho Việt Nam hay là bất kỳ một quốc gia nào khác.
Đó là vài ý kiến và chia sẻ về cái định lượng một cái ngành và trong cái chương trình của chúng ta là gọi là đầu tư, gọi là đồng hành cùng tự doanh, cầm tay chí việc cùng tự doanh, và chúng ta sẽ mong rằng là sẽ đem lại những hiệu ích cho anh chị em và các bạn. Và chúng ta luôn luôn không quên bằng việc ủng hộ cho tự doanh những cái like, những cái chia sẻ video để chúng tôi có động lực nhiều hơn, nhìn thấy nhiều like hơn, sẽ ra nhiều video hơn, chất lượng hơn cho anh chị em và các bạn. Và đừng quên là đăng ký kênh để gì? Để cập nhật những video mới hữu ích mỗi ngày. Nếu như xem video mà chưa đăng ký kênh thì đó là một thiếu sót. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo.